Thực ra thì đấy là kinh nghiệm chia sẻ trong lúc làm việc mà. Các bạn biết rồi, trông thế thôi chứ mình hay than vãn mấy ông này về cái pop filter này. Tức là cái này hiện nay ở Việt Nam mình ấy, là rất ít khi để ý, thậm chí là mọi người bỏ cả cái này ra để nói. Tức là cái này nói với cái này khác nhau cái gì? Khác nhau duy nhất là những cái tiếng gió thổi nó bị chui vào âm thanh. Thế nên là mình chia sẻ với bạn về mình cũng đang thu âm cái lửa bếp ấy. Các bạn hãy dùng một cái mic boom chĩa vào đó. Một cái shotgun mà nó giống như ví dụ ở đây nó có Rode, nó có NT1 hay là 4 gì đấy. Khi mà bạn không phải này, không giống được, nó nhỏ và nó bắt rất xa, nó bắt 5 mét chẳng hạn đấy. Thì mình kể một câu chuyện là thế này. Mình tham gia một cái đoàn làm phim của Canada, lúc bấy giờ Oxfam Quebec nó sang với Việt Nam. Một cái bộ phim nó tên là Turning Down the Heat, tức là hãy làm giảm cái nhiệt độ của trái đất xuống. Thì ở phía Việt Nam là một trong 5 quốc gia làm cái bộ phim đó. Việt Nam là 5, còn 4 nước khác ví dụ Nhật Bản, Đan Mạch, Ấn Độ với lại một nước nào đấy, đại loại đấy. Thế nhưng ở Việt Nam thì đi thu, thì trong đấy, trong cái đoàn làm phim 5 người đấy thì có một người làm MC, một người làm director rồi, thế còn lại một người làm âm thanh và một người thì quay phim, một người phụ. Nhưng mà mình chỉ quan tâm mỗi ông âm thanh thôi, tại mình thích âm thanh mà. Ông có cái boom to, cái mic thì nó bé, mic nó bé bằng cái nhỏ như này, nhưng mà cái lọc gió nó to đùng. Pop filter nó không phải một lớp, nhiều lớp. Thì cái câu chuyện để giải quyết vấn đề âm thanh ở ngoài biển chẳng hạn đấy, gió to nó vẫn có thể giải quyết câu chuyện đó. Thế nên không có cách nào khác là chúng ta phải có cái filter. Đấy là thu âm thanh ở mà bị gió mà bạn chúng ta vừa nói đấy. Vì là thực ra mọi người ẩu lắm ấy, tức là mọi người cứ đeo bất kỳ cái gì có để đặt lên, âm thanh về bị hỏng ngay. Mà các bạn đi thu hiện trường, các bạn mới thấy phí cái công sức anh em mình đi từ đây lên vùng cao.